hit me. Hello Amelia, my name is Juan. I'm glad you just stayed and lent me your account with the color costume of the famous Detective Conan anime. Again, thank you for all your support and I hope you enjoy my video. Hello, xin chào mọi người đã quay trở lại kênh của mình và ngày hôm nay mình sẽ review cái bộ trang phục Vermouth của nhân vật bartender trong sự kiện collab Conan. Các bạn có thể thấy là bộ trang phục này rất là đẹp, nó có cả cái phụ kiện, cái kính nữa đeo vô. Nhưng thực ra thì không có phụ kiện này thì nó sẽ không có đeo đâu, chỉ có con mắt không thôi. Và mình cũng rất là vui khi mà mình lượn lờ ở trên Facebook, mình cũng đã có rất là nhiều những cái tâm tư từ rất là lâu, từ khi collab giờ rồi. Bởi vì cái sự kiện này nó chỉ có diễn ra ở phiên bản Trung Quốc thôi. Và dĩ nhiên là mình đi lượn lờ khắp các cái mặt trận ở trên Facebook luôn. Và mình cũng rất là bất ngờ khi mà mình nhắn hàng chục người mình xin mượn nick. Bởi vì là mình có chụp kênh của mình lên được 52.000 sub ấy, thì cũng mong là cái sự tin tưởng của họ dành tặng cho mình. Và cũng rất là may mắn có một chị ở bên Singapore, không quen biết gì luôn, không quen biết một chút gì cả, và chị này đã cho mình mượn một cái tài khoản không do dự gì hết. Mình cũng rất là bất ngờ luôn, không quen biết gì. Và dĩ nhiên là điều đó sẽ giúp cho mình có một cái clip cũng như ngày hôm nay. Và cảm ơn cái chị đó rất là nhiều. Và mình cũng có hỏi chị này là chị tên nickname là gì, thì chị này chị bảo là chị tên là Amelia. Đó, hôm nay mình gặp Balloon. Cứ nhảy qua cửa sổ này là các bạn sẽ cai được Balloon, trừ khi nó không thể nào nó đánh được các bạn, nó cục quá thì nó phải biến thành người thôi. Vừa nói xong, còn thêm cái sự nguy hiểm của nó tạo ra đúng không? Trong cái trường hợp nó dí mình sát đít quá rồi, có thể uống rượu nha. Thôi, quả này thì tóc biến thì mình chịu rồi. Thôi, vậy thì mình uống rượu. Tài khoản của chị này thì chỉ thiếu mỗi bộ trang phục của Kit, của nhà tiên tri đấy. Cái thứ hai là bộ trang phục của nhân vật tiền đạo Hattori. Còn lại là gần như là ok, quá hoàn hảo. Mỗi collab mà được rất nhiều những bộ skin như thế này là tuyệt vời rồi mọi người ạ. Và mình sẽ cố gắng mình chơi và mình review cho các bạn cùng xem. Thật sự là bây giờ cảm giác của mình cũng rất là hạnh phúc, bởi vì khi mà mình nhắn tin với một người lạ không quen biết gì mà họ trao cho mình những cái sự tin tưởng đến như thế, thì dĩ nhiên là nó là một cái nguồn động lực rất là to lớn. Bởi vì không ai nghĩ là mình có thể được cầm một cái tài khoản mà có những cái bộ skin collab này để có thể review cho đấy mọi người cùng xem. Và các bạn đừng quên là hãy kêu gọi mọi người thích chơi thì có thể là ủng hộ channel của mình nhiều hơn. Mình không thích cái bản server chung này ở một chỗ là tại vì binh nó xanh hơn binh quốc tế, ghét ghê, cảm giác nó ghen tị kinh khủng luôn. Binh xanh lè luôn, binh xanh matcha. Đầu game thì mình cũng có gửi một vài lời đến cho chị Amelia và cũng mong là chị hiểu những gì mình nói. Tại vì người Singapore là thường thường họ sẽ giỏi thành thạo hai ngôn ngữ lắm, ngôn ngữ tiếng Trung và ngôn ngữ tiếng Anh. Thông thường thôi nha, chứ không phải là 100%. Lúc đầu thì mình cũng rất là ngại khi mà mình sử dụng tiếng Trung, bởi vì tiếng Trung mình học cũng không phải là quá hoàn hảo lắm. Cho nên là mình cũng không có dám sử dụng nhiều. Đa số là dùng tiếng Anh bồi. Hiểu được cái gì thì mình sẽ chèn vào cái đấy. Rồi, để mình đi cứu. Ở đây chúng ta sẽ có một người đánh bóng và một tiên tri. Máy cuối rồi, không phải sợ. Bà này có một cái phụ kiện, cái kính ấy khá là ngon. Cái kính này ấy, đẹp vô, nhìn nó xịn sò, chứ nó không phải là giống như những cái kính hay những cái phụ kiện mà quá là bình thường, rất là đít đâu. Rồi, sẽ heal cho bạn này luôn. Cần thiết thì vứt luôn cái chai rượu nữa là xong nhiệm vụ.
yêu thương vậy là hết nấc rồi. Rồi, bước cho chai rượu, tự xử. Muốn làm mưa làm gió thì làm luôn đi. Và các bạn lưu ý một điều nữa, đó chính là khi mà sử dụng những cái bình rượu thì các bạn sẽ bị giảm tốc độ giải mã. Ui, tốc biến nhìn sợ đấy nhở. Ghê thật đấy. Có một cái mình thấy cũng khá đặc biệt ở bên server chung này, đó chính là Hunter chơi rất là hay. Mình không hiểu luôn, mình thấy mình chơi 2-3 trận rồi, họ làm những cái thứ mà mình không bao giờ mình nghĩ đến luôn. Thật sự. Ví dụ như có những cái trường hợp mà máy gần cái ghế, nó xách mình lên ghế, nó vứt xuống vậy đó. Nó không cho mình lên ghế. Nó không làm giống như những cái giáo án. Để mình sang mình cứu bạn tiên tri coi. Đó, nó có thèm cho lên ghế đâu. Không hiểu. Được rồi. Ủa, tiên tri mới đây chạy đi đâu mất tiêu rồi trời. Rồi thôi, xong cái cục nợ này mình gánh. Ôi. Ui. Ủa. Ủa, tiên tri đâu rồi? Thôi xong rồi, cái cục nợ. Mình ôm cái cục nợ bánh xe mọi người ơi. Các bạn đứng xa xa ra không nó phun gai nha, sợ lắm. Nó biến thành dạng người nó sẽ phun gai. Ghê. Tới nè. Ở đâu rồi? Đây. Ủa. Thôi, bịt ngay mà, dính gai rồi. Khó sống rồi với nó rồi. Vườn không nhà trống mà ơi. Vậy thì mình tranh thủ mình nhổ cái gai cho nó xong. Chả biết cái hầm đâu. Tự nhiên có lòng tốt muốn tìm tiên tri để mà heal cho ông nội này, cuối cùng ngúng cái lùn nó mất tiêu luôn. Thì chả biết ai săn ai, đúng khổ thân. Ủa, nó đâu rồi? Để mình chuồn lên cổng coi. Có hầm đây không? Không có. Ôi, chết tôi rồi. Một đập chết luôn này. Đừng. Biết vậy nãy mình ra cổng cho rồi. Giận ghê luôn. Tức. Hồi đầu hàng luôn. Giờ có bắt mình cũng có ý nghĩa gì đâu. Nhưng mà được cộng thêm điểm chứ bộ. Hello, mình đã quay trở lại trận đấu thứ hai. Chơi cái chế độ này, chơi trong cái server này, thật sự là mình mở cái bảng binh lên mình không biết binh một cái gì luôn. Mình chỉ biết thấy nhiều bạn có cái máy cuối ấy, sắp nổ thì 3-4 người binh cái chữ tập trung giải mã cái gì mà đã kích hoạt máy mã hóa. Ừ, đúng rồi, cái dòng chữ đó thì mình hiểu. Bấm binh nhiều cho nên là mình biết cái chữ đó là đã kích hoạt máy mã hóa. Nó ngộ nghĩnh ở chỗ đó đó. Sợ hãi các thứ mọi người, không biết ai. Không biết ai đang gần đây luôn. Ai ạ? Ui. Bà cha, bà đi đâu ra ngang đây vậy trời? Sợ hãi. Cái chuyện Conan thì mình đọc từ cái hồi mà nó còn là một cái cuốn. Không biết tả làm sao, nhưng mà giá tiền của nó là 7.500 một cuốn. Bây giờ là mua là 21.000 hay sao, đúng không? Tại lâu rồi mình cũng không có mua chuyện Conan nữa. Tại vì cái thời gian đọc chuyện nó tốn quá nhiều thời gian nữa. Thứ hai là đọc tức cơ mọi người. Giống như là mình dồn 4-5 cuốn để mua một lần ấy, đọc cho nó sướng. Chứ nhiều khi mình bỏ ra một ngày mà chờ mình đọc những cái cuốn chuyện đó, nó cứ bị ngắt quãng khúc cuối. Thì nhiều khi những cái vụ án đang hay đang gay cấn thì nó lại mất. Phải chờ đến tận tháng sau, có khi 2 tháng mới ra một cuốn. Số thì cả ruột. Đọc trên mạng thì cũng được thôi, nhưng mà lười, đau hết mắt rồi. Trời ơi, muốn binh hầm ở đây ghê. Ôi rồi, chị Y Sơn. Nó biết mình ở đây mọi người. Ui, hôn vãi. Ôi rồi, uống rượu đây. Cứ tưởng là nó sẽ chủ quan, nó nhấc bóng để đập ván mà không. Cái mình nói tớ có thông minh. Nó không bao giờ nó theo một cái khuôn khổ hay là một bất kỳ một cái giáo án nào.
thật là ngộ nghĩnh. Đấy, hầm ngay đó nó còn không hiện cho. Rất là khó hiểu. Bình đẹp ghê mọi người ơi. Bây giờ mình nhảy sang xe vào quốc tế là chắc mình ói luôn á. Từ từ nha, mình pha rượu xong rồi mình cứu. Nhưng chín nha. Ủa sao ạ? Lác. Ô, chủ tế. Chủ tế cứu. Thôi, không sao, không quan tâm. Thực ra thì chơi quân sư hay là bác sĩ thì mình rất là sợ những nhân vật như là Galatea với lại Bonbon. Skill nó ném nó xoành xoạch ấy, chả biết đâu mà mò với chúng nó nữa. Rất là khó để mình có thể sử dụng những cái bình nước hoa hay là những cái kim tiêm. À, mất người chị ơi. Đây, mình uống luôn cho 0.25 ấy. Nhớ có tượng đập thì dễ thở một chút. Ui dồi ui, tượng ghê đấy nhở. Mất người rồi kìa. Ớn thì được ấy, như yêu quái ấy. Cái bà này thì trong chuyện vẽ rất là xinh gái. Nhưng mà mình cũng không hiểu là bà này bắp theo phe gì nữa. Nhiều lúc thì bà cứ kiểu ở giữa giữa ấy. Không biết là phe ác hay là phe thiện. Rất là khó hiểu. Có những lúc thì tha cho cô nam, có những lúc thì bà kế hoạch. Trời ơi, đủ thứ trên đời. Rồi để mình chị thương cho này. Thực ra thì cái nhóm tổ chức áo đen á, có thể là các bạn biết rồi đúng không? Thì đa số những cái thành viên ở trong đấy toàn là mang tên của một loại rượu không à? Rồi, chị thương cho bà này. Ít ra thì bạn này còn tỉnh táo chui qua vòng xanh. Trời ơi, chơi game mà bắt người chơi cầu nguyện. Binh đừng đỏ, đừng đỏ, đừng lát. Nhiều khi mà mình có cái cảm xúc giống, không biết các bạn có giống mình không, chứ là mình muốn đập điện thoại thật sự luôn. Nhưng mà nhiều khi trong đầu nó có hai luồng ấy. Một luồng là muốn đập điện thoại, một luồng thì ủa cái điện thoại nó có làm nên tổ nên tình gì đâu. Mà cái này là do mạng, do wifi, do ping, do game, thứ đủ thứ trên đời. Cho nên là phải kiềm chế lại những cái cảm xúc tiêu cực đấy. Chứ nó quạo lắm mọi người ạ. Bực mình. Ok, còn một máy cuối này. Mình đã bảo rồi, giết bác sĩ thì giết luôn chứ đừng có để nó sống. Giờ nó đầy máu lung tung tăng rồi kìa. Các bạn thấy không? Úi giời ơi. Nhưng mà chẳng qua là Sukana. Bác sĩ đi qua vòng xanh thì làm mưa làm gió thì ghê rồi. Ai dám làm gì bả đâu. Ok, lá vứt đó. Có nhu cầu thì dùng. Tới nè. Ui, dịch chuyển luôn. Vẫn là chủ tế. Cô gái su xẻo của năm. Không biết binh cái gì luôn. Ê, có chị thương không? À, kim tiêm rồi. Ừ, tự xử đi. Trang phục này thấy nó cứ bị lỗi lỗi ở cái phần lưng nhỉ. Tóc kìa, nó cứ bị làm sao ấy. Đây, để mình cứu luôn bạn chủ tế. Thật sự thì cũng rất là tiếc, bởi vì cái con láp Conan này hầu như là một người ít xem anime như mình thì đọc truyện thì ít ra còn biết. Nó không về bản quốc tế thì cũng rất tiếc, mặc dù nhân phẩm của mình thì cũng như là cái đồ chùi son, nó cũng không có ra được nhiều skin lắm. Nhưng mà ít ra thì mọi người có thì cũng được vui ké đúng không? Người ta khoe mình cũng thấy cảm giác nó cũng rất là sung sướng chứ bộ. Gì vậy, kiếm chuyện nhá. Nè đuổi hộ. Trời ơi, nghĩ sao vậy? Trời. Bạn nghĩ sao? Bạn suy nghĩ gì về cái việc đuổi mình khi mà mình cầm bóng vậy? Trời ơi. Máy dưới mới được 67 à. Khổ thân à bác sĩ, ăn là cứ bị nó đè ra suốt.
Có vẻ như là bạn này bạn đã nghe được đâu đó những cái câu thần chú của mình vang vẳng ở nơi đâu xa xa. Chị này thì chị chơi luôn cả hai server, một là server chung, hai là server quốc tế luôn. Cho nên là cái thời gian mình mượn nick thì chị này bảo là free luôn em ơi, free luôn, thoải mái. Bởi vì cái thời gian chị chơi là toàn là chơi bên server bên bên quốc tế là nhiều, còn đa số bên chung thì chỉ để hóng hớt những cái gì mà nó nổi nổi, nó hay hay, hoặc là những collab nào nó chỉ only á thì chị sẽ nạp để đập cầu, còn không là mọi thứ sẽ đầu tư ở bên server quốc tế nhiều hơn, mình đoán là thế. Trời ơi, nó dịch chuyển mà ơi. Ôi, khổ thân. Trận đấu này mình thấy là có bác sĩ với lại chủ tế ăn cái gì mà cứ gây thù chuốc oán. Nó hành cho tới xác luôn. Ngày hôm qua thấy skill của Hunter mới. Phải thật sự là có những cái mà mình nói với các bạn ngày xưa là Hunter thì nhây đừng có đập ván các thứ ấy. Nhưng mà từ khi mình xem cái trailer, cái skill mới của cái chị đánh cá này xong thì mình nghĩ là các bạn nên bỏ ý tưởng đó đi. Đập luôn và chạy luôn là vừa. Cái gì mà đứng trong vũng nước ướt nhẹp chẹp nhẹp gì mà 100% bị mất nửa máu thì thấy nó cũng khá là ghê gớm luôn. Hunter giống y như là một sự kết hợp của nhiều Hunter cộng lại, rất là đáng sợ. Phi đao cùng phong bão tố gì ra đây vậy trời. Thực ra thì mình làm clip xong rồi mình, cái routine của mình là lúc nào cũng được mở bình luận ra xem. Nhiều ông còn chụp nguyên cái màn hình TV coi clip của mình. Trời ơi, ngại quá. Rất là ngại luôn. Tại vì cơ bản là mình chẳng bao giờ mình mở cái clip của mình lên TV mình coi hết trơn á. Khổ lắm. Ôi, thở máy cứu à. Yeah. Đã. Dù gì không biết có thắng hay không nhưng mà thấy dịu chơi thế này là ổn hay. Ghê vãi. À, mày quá đi. Đây mình heal cho này. Đừng có bò nữa, tự trị thương đi. Tự trị thương đi. Rồi ok. Thương cái bà này ghê luôn á. Từ từ nha. Từ từ. Còn thở là còn gỡ, còn thở là còn cứu. Thích thì chơi tối tới bến luôn đó. Như cô Hằng cô nói, hết máu bơm máu chơi tiếp. Đây như mình nha. Hết nửa máu bơm máu chơi khô máu rồi luôn. Nhưng mà bà bay rồi. Su phải chịu thôi biết sao giờ. Thấy mình rồi. Ui. Ê, mình mà dính một tượng một hit là mình chết đó. Phải cẩn thận. Trời ơi, hộp quá à. Không dám vô. Không dám vô luôn anh má ơi. Yeah. Bỏ vô. Trời ơi, cũng hòa nhưng mà nó hơi cùng cành. Khổ thân. Rồi không biết cái bà thợ máy sao. Bả vô luôn rồi. Hunter đầu hàng thì phải. Ok, và có lẽ là mình cũng sẽ kết thúc video clip đây nha. Và nếu các bạn thích thì đừng quên hộ channel của mình. Và mình sẽ cố gắng chơi thêm những bộ trang phục collab khác cho anh em cùng xem. Bye bye.